Ban biên tập thời sự kênh Tin Nóng Nước Việt xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Nóng, thêm 52 ca mắc mới, số bệnh nhân nhiễm dịch vượt ngưỡng 5.000 trường hợp. Nước ta ghi nhận 52 ca mắc dịch bệnh, riêng Bắc Giang 34 ca, Hà Nội 10 ca, Việt Nam hiện có 5.013 ca bệnh. Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua, nước ta đã ghi nhận thêm 52 ca mắc mới nhiễm dịch bệnh, bệnh nhân 4962 đến bệnh nhân 5013. Trong đó, 2 ca cách ly sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 50 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 34, Hà Nội 10, Hưng Yên 4, Hải Dương 2. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca bệnh BN4962 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Nam, 5 tuổi, là con chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ca bệnh BN4963 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Nữ, 5 tuổi, là con chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Từ ngày 7 tháng 5, từ Ấn Độ nhập cảnh sang sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21 tháng 5 dương tính với dịch bệnh. 50 ca mắc ghi nhận trong nước. Ca bệnh BN4964 đến BN4973 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, 1 ca liên quan đến dịch tễ BN4706, 3 ca là F1 của BN3634, 6 ca là F1 của ca liên quan đến ổ dịch cũ đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21 và 22 tháng 5 dương tính với dịch bệnh. Ca bệnh BN4974 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Nữ, 51 tuổi, địa chỉ tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Ca bệnh BN5009 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Nữ, 85 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN4836, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 5 dương tính với dịch bệnh. Ca bệnh BN4975 đến BN5008 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. 32 ca có liên quan đến dịch tễ tại ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung đã được cách ly và 2 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh. Ca bệnh BN5010 đến BN5013 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. 2 ca là F1 của BN3168, 2 ca là F1 của BN3139 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 5 dương tính với dịch bệnh. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Đến nay, tổng số ca mắc dịch bệnh ở nước ta là 5.013, trong đó 3.532 ca ghi nhận trong nước và 1.481 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.962 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.689 ca. Số ca tử vong là 41 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 179.006. Nhìn Bắc Giang, Bắc Ninh để quyết tâm chặn dịch vào nhà máy. Quý vị thân mến, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có buổi họp lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong giai đoạn dịch bệnh. Cuộc họp có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn đang đặt nhà máy tại tỉnh như Honda, Sumitomo, Piaggio. Động thái cập cớ của các doanh nghiệp được Bí thư và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành sau khi toàn tỉnh trải qua 2 ngày không ghi nhận F0 mới. Nhờ truy vết và xét nghiệm thần tốc, tỉnh đã kiểm soát tốt tình trạng lây lan trong cộng đồng. Nhà máy phải là thành trì chống dịch. Chia sẻ với đại diện của các doanh nghiệp, ông Lê Hồng Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, dẫn chứng ngay trong tình trạng dịch bệnh căng thẳng ở Bắc Giang, nơi có mật độ khu công nghiệp dày đặc. Bắc Giang hiện có 728 ca F0, riêng công nhân khu công nghiệp đã phải cách ly là 8.000 người, 4 khu công nghiệp phải dừng hoạt động. Nếu chúng ta không làm gì để dịch bệnh tăng lên thì sẽ thiệt hại như Bắc Giang, ông Trung cảnh báo. Để bảo toàn thành quả chống dịch, Vĩnh Phúc đề cao việc quản lý nhóm đối tượng công nhân. Cả tỉnh hiện có 100.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và 39.000 công nhân ở các doanh nghiệp nhỏ lẻ. Ông Trung kêu gọi các doanh nghiệp tập trung vào nhà máy, thành trì của mình. Ông cho rằng Vĩnh Phúc không giữ được các khu công nghiệp thì tình trạng dịch bệnh cũng sẽ giống như ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tại các khu công nghiệp, ngành y tế Vĩnh Phúc đã liệt kê 3 nhóm đối tượng có nguy cơ cao là người tham gia nấu ăn, người vận chuyển hàng hóa và những người thường xuyên tiếp xúc với những người mỗi ngày như bảo vệ cổng, quản đốc. Đến nay, hầu hết các công nhân trong toàn tỉnh đã được xét nghiệm dịch bệnh. Kết quả, chưa có ca F0 nào được phát hiện. Tuy nhiên, dịch vẫn có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. Nhìn Bắc Giang, Bắc Ninh, chúng ta quyết tâm ngăn chặn các nguồn bệnh xâm nhập vào các nhà máy ở Vĩnh Phúc. Phó Giám đốc Sở Y tế nêu quyết tâm. Doanh nghiệp cảm kích vì không ở đâu như Việt Nam. Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều doanh nghiệp ghi nhận thành quả chống dịch của tỉnh đã giúp họ tiếp tục duy trì hoạt động.
Chúng tôi có nhà xưởng tại các quốc gia khác như Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Myanmar, Bangladesh. Nhưng hiện nay tất cả các cơ sở đó đều ở trong tình trạng rất tồi tệ, gần như không thể hoạt động. Chỉ có tại Vĩnh Phúc, chúng tôi hoạt động như bình thường. Đại diện công ty Sumitomo đã chia sẻ tại cuộc họp. Đại diện doanh nghiệp này đánh giá cao các biện pháp mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện. Khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sumitomo luôn cố thực hiện theo để bảo vệ bản thân mình. Ông Liao Tang Tang, giám đốc công ty VPX1, doanh nghiệp Đài Loan tại khu công nghiệp Khai Quang cho biết, 4.000 công nhân của ông đã thực hiện xét nghiệm dịch bệnh sau yêu cầu của tỉnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm tiếp tục sản xuất. Đối với hàng hóa từ Bắc Ninh, Bắc Giang nhập đến công ty, chúng tôi yêu cầu họ đỗ xe ở sân, lái xe không xuống xe, tránh tiếp xúc gần. Ông Liao chia sẻ. Tại cuộc họp, bà Đào Thị Hải Yến, giám đốc khối đối ngoại của công ty Honda Việt Nam, cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động trong thời gian dịch bệnh tại Vĩnh Phúc, dù một số công nhân là F1, F2 đã phải cách ly. Honda Việt Nam cũng hưởng ứng yêu cầu xét nghiệm cho 100% công nhân của lãnh đạo tỉnh. Hiện có 7.300 lao động tại nhà máy Honda Vĩnh Phúc đều âm tính. Tuy ghi nhận Vĩnh Phúc chống dịch tốt, đại diện Honda Việt Nam vẫn băn khoăn về dịch bùng phát ở Bắc Giang và Bắc Ninh gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Một số nhà cung cấp của Honda hoạt động ở khu công nghiệp Quang Châu, Đình Chám, Bắc Giang đang phải dừng hoạt động. Nếu không được hỗ trợ để hoạt động thì Honda Việt Nam có thể bị ảnh hưởng rất nặng nề. Bà Yến cho biết. Đại diện Honda Việt Nam cho biết đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc gửi ý kiến sang Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quốc gia cho một số công ty vệ tinh của Honda ở Bắc Giang tiếp tục hoạt động. Việc này là cần thiết để đảm bảo việc chuỗi cung ứng cho Honda Việt Nam. Hiện, khu công nghiệp Quang Châu và Đình Chám nằm trong 4 khu công nghiệp ở Bắc Giang phải dừng hoạt động vì một số bệnh nhân mắc dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Nga, đại diện công ty Sunshine, khu công nghiệp Bình Xuyên 2, cho biết doanh nghiệp của mình cũng đang rất khó khăn khi không thể đưa chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc. Chúng tôi có 6 người ở nước ngoài, nhưng 4 người đã về nước, chỉ còn 2 người ở lại quản lý. Công ty đã xin cho chuyên gia nhập cảnh bổ sung vào Vĩnh Phúc, nhưng đến nay chưa được duyệt. Bà Nga chia sẻ. Trước các kiến nghị để hỗ trợ đưa chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tiếp thu và xem xét. Xử phạt người phụ nữ lẻn vào khu vực phong tỏa, xóm cốc mít để thu nợ. Quý vị thân mến, một người phụ nữ đã bị cơ quan chức năng xử phạt sau khi có hành vi lẻn vào khu vực phong tỏa để thu nợ tiền rượu. Bà Trịnh Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền phường vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đỗ Thị Mờ, sinh năm 1976, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương. Bà Mờ bị xử phạt sau khi có hành vi lẻn vào khu vực đang bị phong tỏa với mục đích để thu tiền nợ rượu. Theo đó, người phụ nữ này đã bám theo xe thu gom rác của công ty môi trường và đô thị lên vào khu phong tỏa cốc mít. Tuy nhiên, người này vào khu phong tỏa được chừng 10 mét thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở phường để làm việc. Bà Nờ thông tin trước đó có bán rượu cho một hộ dân trú tại xóm cốc mít. Tuy nhiên, do khu vực này đang bị phong tỏa nên bà phải lén vào khu vực này để thu nợ. Với hành vi trên, bà Nờ bị xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng và buộc phải lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định. Xóm cốc mít đang được xem là ổ dịch lớn trên địa bàn thành phố Hải Dương với liên tiếp các ca lây nhiễm dịch bệnh. Trước đó, sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng của người dân sinh sống tại khu vực xóm cốc mít, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Trần Phú cho lập hàng rào, căng dây và biển cảnh báo tạm thời để cảnh báo mọi người. Đến tối cùng ngày, toàn bộ khu vực này đã được chốt chặn, không cho người và phương tiện ra vào. Khu vực xóm cốc mít được lập 3 chốt phong tỏa, cùng đầu ngõ 2A2 phố Trương Dương, chốt chợ tạm Phú Yên và chốt nối với tuyến phố Trường Đỗ. Tại các chốt đều có lực lượng trực 24/24 giờ, không cho người cùng phương tiện ra vào. Đối với các hộ dân cư chuyển hàng hóa, vật phẩm từ ngoài vào trong đều được khử khuẩn. Thành phố Hải Dương ban hành quyết định áp dụng các biện pháp trên địa bàn phường Trần Phú và Lê Thanh Nghị. Cụ thể, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 5, yêu cầu người dân tại nhà và chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết, không tập thể dục, thể thao tại nơi công cộng. Tạm dừng hoạt động các cơ sở nhà hàng, quán ăn uống, kể cả mua bán mang về. Xóa tên một ứng viên Hội đồng Nhân dân đã bị bắt trong đường dây xăng giả khủng. Quý vị thân mến, Bùi Ngọc Toàn, đối tượng vừa bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây làm giả, buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng giả tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, có tên trong danh sách ứng viên Hội đồng Nhân dân xã. Ủy ban bầu cử huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này vừa xóa tên ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với ông Bùi Ngọc Toàn, 60 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Phúc Đại An, Hội đồng Nhân dân xã Hồ Nai 3 cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hồ Nai 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông này.
Ông Toàn là người vừa bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ để điều tra liên quan đến chuyên án 920G về đường dây xăng giả, xăng nhập lậu khắp nhiều tỉnh thành phía Nam, được khui ra từ trước Tết Tân Sửu, đang tiếp tục mở rộng điều tra. Vào ngày 19 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét cơ sở kinh doanh xăng dầu và trụ sở công ty Phúc Đại An, bắt khẩn cấp Toàn để điều tra về hành vi buôn lậu. Trước đó, công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đã khám xét đồng loạt và bắt giữ nhiều đại gia xăng dầu từ miền Tây, Bình Dương, Đồng Nai. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Holcidin, người Hàn Quốc dương tính với dịch bệnh. Quý vị thân mến, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Holcidin là người Hàn Quốc sống tại chung cư Mandarin Garden, Cầu Giấy, Hà Nội vừa được xác định dương tính với dịch bệnh. Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về ca dương tính với dịch bệnh có liên quan tới địa bàn thành phố Hà Nội. Đó là người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc điều hành công ty trách nhiệm Holcidin, sống tại chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo Sở Y tế Hà Nội, hàng ngày ông đi làm tại công ty Holcidin thuộc khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang, từ 6 giờ sáng đến tối bằng xe 16 chỗ của công ty. Ngày 14 tháng 5, ông được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp real-time RT-PCR tại công ty, kết quả âm tính. Ngày 20 tháng 5, ông tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty, kết quả dương tính với dịch bệnh, do Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh thực hiện. Đây là đơn vị thuộc Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định. Hiện người đàn ông này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Qua điều tra, truy vết lịch trình của ông S và các F1 trong 3 tuần gần đây, Sở Y tế Hà Nội cho biết sơ bộ xác định 14 trường hợp liên quan. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, kết quả xét nghiệm vợ và hai con của ông âm tính, các trường hợp khác đang chờ kết quả. Liên quan tới việc rà soát các trường hợp liên quan đến khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến nay đã xác định hơn 400 người trên địa bàn Hà Nội làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang. Trong số đó, được lấy mẫu xét nghiệm 330 trường hợp, kết quả đều âm tính với dịch bệnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, đến hôm nay, khu công nghiệp Quang Châu đã có hơn 400 bệnh nhân, chủ yếu là công nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn Holcidin Việt Nam, hơn 150 ca. Bắc Giang đã đóng cửa 4 khu công nghiệp ở tỉnh này, trong đó có khu công nghiệp Quang Châu. Tổng số bệnh nhân nhiễm dịch bệnh ở Bắc Giang trong đợt dịch này là gần 780 ca. Trong đó, Bộ Y tế đã công bố Bắc Giang có thêm 11 ca bệnh.